Uống canxi có nóng không là thắc mắc của nhiều người, đặc biệt là các bà bầu. Bởi khi mang thai, bữa ăn hàng ngày chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu canxi, nên việc bổ sung canxi từ việc uống cần được chú trọng. Nhưng nếu dùng lâu dài có tác dụng phụ gì hay không? Bổ sung canxi như thế nào cho đúng cách? Canxi là khoáng chất cần thiết cho sức khỏe. Những năm gần đây, người dân Việt Nam bắt đầu quan tâm đến chế độ ăn uống cung cấp canxi mỗi ngày. Các thực phẩm giàu canxi được thêm vào danh sách những món ăn yêu thích. Nhưng như thế không có nghĩa là canxi được cung cấp đầy đủ. Vì vậy, con người bắt đầu quan tâm đến các thực phẩm bổ sung canxi. Nhưng sử dụng canxi như thế nào cho đúng, lượng canxi hấp thu được tốt nhất và dùng canxi như thế nào không gây tác dụng phụ không mong muốn cho cơ thể, không phải mẹ nào cũng biết. Canxi nên uống vào lúc nào? Tốt nhất nên uống vào buổi sáng, đặc biệt là uống sau ăn sáng khoảng 1 giờ, vì lúc này ánh sáng mặt trời giúp tổng hợp vitamin D, giúp tăng cường hấp thu canxi. Nếu lượng canxi cần bổ sung nhiều thì nên chia ra dùng nhiều lần trong ngày, tránh dùng buổi tối gây khó ngủ, tăng nguy cơ sỏi thận. Không ăn quá mặn, ăn thực phẩm vị chát sẽ làm giảm hấp thu canxi. Tránh dùng chung canxi với các viên bổ sung như sắt, đồng, kẽm, nên tách ra uống vào sáng, chiều, tối. Hạn chế sử dụng rượu, bia, thuốc lá, nước ngọt có ga, vì đây là những thực phẩm tăng đào thải canxi. 5 tác dụng phụ của việc bổ sung canxi không đúng cách. Bổ sung canxi đúng cách, đủ liều lượng sẽ đảm bảo sức khỏe. Vậy nếu bổ sung canxi sai cách sẽ như thế nào? Nhiều người bổ sung canxi than phiền rằng họ bị nổi mụn, ợ nóng, táo bón. Câu hỏi đặt ra luôn là uống canxi có bị nóng không? Các chuyên gia cảnh báo, sử dụng sai cách bạn có thể gặp phải một số tác dụng phụ không mong muốn như sau. Táo bón. Các bác sĩ đã theo dõi nhiều bệnh nhân bắt đầu uống canxi và gặp phải những vấn đề về táo bón, nhưng không phải ai uống canxi cũng gặp phải tình trạng này. Đây được xem là tác dụng phụ không mong muốn trong quá trình sử dụng, đặc biệt xảy ra ở những người có cơ địa nóng, cơ địa dễ bị táo bón, bệnh lý dạ dày đại tràng. Lời khuyên đưa ra là bạn cần bổ sung nước, chất xơ, rau xanh và một số thực phẩm thanh nhiệt khác. Ngoài ra, việc đi ngoài trở nên khó khăn, uống canxi không đúng cách có thể khiến một số người đầy hơi, khó chịu ở dạ dày. Canxi gây giảm tác dụng một số loại thuốc. Ngoài việc viên thuốc giảm tiết axit, bạn không nên sử dụng thuốc canxi cho bà bầu cùng các loại thuốc bổ sung sắt, kẽm, đồng. Việc uống vào cùng một khung thời gian sẽ làm cho cơ thể khó hấp thu các khoáng chất này. Lời khuyên đưa ra là ta sẽ nên sử dụng vào khoảng thời gian khác nhau. Bạn có thể dùng canxi vào thời gian buổi sáng, sắt dành cho buổi trưa. Khoảng cách tốt nhất giữa hai loại này là từ 3 đến 4 tiếng. Nếu bạn sử dụng các loại thuốc dành cho tim mạch, hãy đảm bảo là ngưng hoàn toàn các viên uống bổ sung canxi. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc bổ sung canxi có thể làm tăng nguy cơ đau tim ở người cao tuổi. Sỏi thận. Nếu mỗi ngày bạn sử dụng quá lượng canxi cho phép từ 1.000 đến 1.300mg, bạn có thể gặp nguy cơ sỏi thận. Với bà bầu, nhu cầu canxi cao hơn, không dùng quá 2.500mg trên ngày. Với lượng canxi trong máu tăng quá cao, cơ thể sẽ hạn chế lượng canxi bằng cách đào thải qua thận. Nếu bạn bổ sung thêm vitamin C hay uống ít nước cùng chế độ ăn nhiều muối, sẽ tăng nguy cơ lắng đọng canxi tại thận. Việc sử dụng cùng thực phẩm có axit oxalic giúp hình thành muối canxi oxalat và được đưa ra ngoài cùng nước tiểu. Nhưng nếu uống quá ít nước trong ngày, sẽ làm cho lượng muối này tích tụ lại quá nhiều tạo thành sỏi oxalat. Hãy đảm bảo sử dụng đúng hàm lượng canxi, bổ sung đủ nước, giảm lượng muối ăn hàng ngày. Ngộ độc vitamin D. Vitamin D giúp tăng hấp thu canxi tại thành ruột và máu. Bởi vậy, các chế phẩm canxi thường bổ sung cả vitamin D. Đây là vitamin tan trong dầu nên sẽ không được đào thải qua nước tiểu. Khi cơ thể bổ sung quá nhiều canxi thì nguy cơ lượng vitamin D cũng bị dư thừa, lâu dần tích tụ lại trong cơ thể và gây độc tố. Bình thường, lượng vitamin D trong máu mỗi người khoảng 30-70 nanogram trên ml. Sự ngộ độc xảy ra khi chỉ số này vượt quá 100 nanogram trên ml. Chuột rút. Trong quá trình bổ sung canxi, bạn có thể gặp hiện tượng chuột rút. Hiện tượng chuột rút có thể ngày càng thường xuyên hơn. Đây là một trong những tác dụng phụ khác của việc bổ sung quá liều canxi, đặc biệt ở người cao tuổi. Khi quá liều canxi bắt đầu được tích tụ lại cơ và mô, cách nhanh nhất để giảm cơn chuột rút là ngay lập tức giảm lượng canxi bổ sung. Vậy liệu uống canxi có nóng không? Bản chất canxi không nóng, có nhiều người sử dụng canxi không gặp hiện tượng nổi mụn, ợ nóng, táo bón hay mẩn ngứa khắp người. Nhưng sẽ có một bộ phận gặp phải vấn đề này. Nếu bạn thuộc đối tượng có cơ địa nóng, cơ địa hay bị táo bón, có bệnh lý về dạ dày hay đại tràng, thì đây là một trong những nguyên nhân.
Một số nguyên nhân khác như chế độ ăn thiếu chất xơ, không bổ sung đủ nước hay nội tiết tố không ổn định cũng gây ra triệu chứng trên. Ngoài ra, hiện tượng dùng loại canxi không phù hợp cũng gây ra các triệu chứng trên. Hãy tìm hiểu lựa chọn cho mình một loại canxi phù hợp, dễ hấp thu và an toàn cho cơ thể nhé. Gọi ngay hotline để nhận được tư vấn từ chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày.